thường hỏi em là tìm đâu ra những cái bộ dao để các bác có thể sử dụng trong gian bếp mà không bị han. Bác nào chúng ta còn câu hỏi giống như trên thì hãy vào hết video của em Hoài Phương nhé. Và ngày hôm nay em xin trân trọng giới thiệu cho các bác tất cả những mẫu dao hiện tại đang có bên shop nhà em để phục vụ các bác trong quá trình làm bếp. Đặc biệt nhờ với bộ dao này, đây là bộ dao gọi là giúp rất nhiều bác chúng ta đã được sử dụng. Với bản dao này thì em nói luôn và báo giá cho các bác nhé. Một bản dao này, bộ dao này của em có 4 món này. Thứ nhất là cái phần dao to. Với bản này thì độ dày của em là 4 ly 4 đến 5 ly. Và đặc biệt cán dao của em là được đúc liền các bác nhé, liền nguyên khối. Chính vì vậy gần như là cái độ bền của nó tuyệt đối luôn các bác. Và những bác nào chúng ta muốn sử dụng dòng dao này, các bác có thể vào trực tiếp video của em Hoài Phương để các bác có thể đặt hàng. Và em sẽ nói qua một chút xíu nhé. Riêng về dòng này của em, tất cả đều làm bằng thép inox không han các bác ơi. Inox không han luôn. Với dòng này thì em bảo đảm cho các bác là nếu như các bác sử dụng han thì các bác quay lại shop em một đổi một cho các bác. Được chưa ạ? Với những sản phẩm mà em đang bán trong shop ngày hôm nay thì tất cả những bác nào chúng ta muốn đặt hàng thì các bác có thể comment trực tiếp vào video hoặc gọi điện theo số điện thoại Zalo em để bên góc trái màn hình để các bác được trợ giá một cách tốt nhất nhé. Và em nói lại luôn này, riêng combo bộ 4 món này ngày hôm nay em bán cho các bác với giá là 450k em bao ship nếu các bác đặt hàng trực tiếp trên video của em. Và bên em có rất nhiều mẫu sản phẩm, ví dụ như dao mèo, dao đi rừng. Và rất nhiều dòng dao để chúng ta phục vụ trong gian bếp cũng như là việc đi rừng đi bẫy cho em. Bác nào chúng ta quan tâm đến mẫu nào thì các bác có thể comment trực tiếp vào video hoặc gọi điện cho em theo số điện thoại. Và bên em có rất là nhiều mẫu sản phẩm để giúp các bác trong quá trình đi rừng nhé. Và những bác nào chúng ta muốn sử dụng dao này, bên em có cả những cái mẫu dao lọc để cho các bác. Quá trời là xuất sắc đúng không ạ? Có hai mẫu chính, đó là một mẫu là full trắng, một mẫu là 50% trắng, 50% đen cho em. Mẫu nào thì cũng rất sang, mẫu nào cũng rất xịn, mẫu nào cũng rất yêu. Thì bác nào chúng ta quan tâm đến mẫu nào thì các bác bình luận. Và đặc biệt bên em có cả những cái mẫu dao chặt này các bác ơi, quá trời là xuất sắc đúng không ạ? Nhận sản phẩm mà không giống như em Hoài Phương quảng cáo thì các bác có thể quay lại trở lại kênh của em để các bác trả lại nhé. Còn riêng em thì bán hàng rất là lâu năm rồi và đã được rất nhiều khách hàng ủng hộ. Và bác nào chúng ta muốn đặt hàng ở bên shop nhà em, các bác nhớ đăng ký kênh Gác Bìm Bịp hoặc Hoài Phương Official để các bác có thể lựa chọn được rất nhiều dòng sản phẩm. Thực sự một điều là những bác nào chúng ta đã có cơ may được đăng ký và đặt hàng ở bên nhà em thì thực sự rất là chúc mừng. Còn bác nào chúng ta chưa có cơ hội nữa, các bác có thể vào video của em. Và bên em có rất là nhiều mẫu dao ban giang đấy các bác. Dao ban giang, dao chặt. Quá trời là xuất sắc luôn. Với dòng này thì em nói luôn với các bác là nếu như các bác nhận hàng mà không giống như video em quảng cáo thì các bác có thể quay trở lại bên em để các bác được hoàn hàng nhé. Đây các bác nhìn giúp em này, đinh kim chắc chắn 3 điểm này, 2 điểm này và bọc đồng cho các bác. Quá trời là xuất sắc luôn. Riêng dòng dao nhà em thì em bao sướng bao phê cho các bác trong quá trình sử dụng. Và những bác nào chúng ta muốn mua hàng thì các bác có thể comment trực tiếp vào video hoặc gọi điện cho em theo số điện thoại là 0984 này, 800966. Và đặc biệt bên em Hoài Phương có rất là nhiều mẫu, ví dụ như ống nhòm, quần áo bắt ong, quần áo đi rừng. Và đặc biệt có rất là nhiều mẫu dao mèo cũng như là bình tông để phục vụ các bác trong quá trình đi rừng, đi bẫy, đi săn. Bác nào chúng ta cần em tư vấn sản phẩm nào thì các bác có thể nhấc điện thoại lên, gọi cho em theo số điện thoại là 0984 này, 800966 hoặc vào trực tiếp các kênh của em để các bác có thể trải nghiệm những dòng sản phẩm vô cùng tuyệt vời nhé. Và riêng với video này thì em xin cảm ơn tất cả các bác nào chúng ta đã đặt hàng được bên sản phẩm bên em. Và bác nào chúng ta muốn được sử dụng những cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời, vô cùng chất lượng của em Hoài Phương thì các bác nhớ đăng ký kênh em để các bác có thể có những cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời nhé. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn để trải nghiệm những cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời của bên Gác Bìm Bịp và Hoài Phương Official nhé. Nhớ đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.